Thưa quý vị, hôm nay sẽ giải thích quý vị một cái từ. Quý vị mới đọc cái câu là tứ sanh gì cửu hữu hả? Là tứ sanh là quý vị còn nhớ không? Là gì? Đoạn sanh, hai sanh, gì nữa? Thấp sanh và hóa sanh. Rồi cửu hữu là gì? Là hữu là gì? Hữu là có, là chính có. Chính có là gì? Có chín. Một là chính có, hai là có chín, thì cái nào cũng được. Thưa quý vị, cái hữu này không phải là chính, là có, mà hữu này là cõi. Chính cõi. Tứ sanh cửu hữu đồng đăng hoa tạng huyền môn đó. Hoa tạng huyền môn cũng đó là cái trạng thái trong kinh Hoa Nghiêm giải thích. Nhưng mà đó cũng đồng đăng cái Phật tánh đó. Thì thưa quý vị là cửu hữu, bây giờ giải thích quý vị nhớ. Thì kỳ trước á, Diệu Mai có hỏi cái ý là tam ba cõi đó. Thì cái cửu hữu này cũng giải thích rõ cái ba cõi thôi. Thì ba cõi thứ nhất là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì cửu hữu nó nằm trong cái ba cõi phân tích rộng ra thôi, là chín cõi. Thì thứ nhất là cõi dục. Thì quý vị có từng nghe cái câu là ngũ thú tạp cư địa không? Không nghe câu này hả? Là năm cõi nó sống tạp cư ở cõi đời này. Thứ nhất là gì? Thiên, nhân, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, năm cõi. Cho nên trong kinh hay nói là ngũ thú tạp cư địa, tức là thú cũng là cõi. Năm cõi nó sống ở ngõi cõi trần này. Cho nên là mình ý để nhắc là gì? Mà đừng có coi thường khinh thường ai hết, tại vì cũng có người trời nhiều khi có ở đây. Rồi có những người mà tốt, những người xấu đều tạp nhạp sống ở cái cõi này, đều có thần thánh hết. Mà nhiều khi mình không khéo, mình đi khinh thường người khác đó, thì mình cũng mang tội. Nhiều khi là Bồ Tát ẩn hiện đâu đó nữa. Cho nên là thứ nhất là cõi dục, chính cõi á. Thứ nhất là cõi dục là cũng chỉ cho trong tam giới là dục giới đó. Là năm cõi đó tạm cư ở cái cõi ta bà này, đó là thiên, nhân, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đó là thứ nhất. Thứ hai là trong tam giới, thứ hai là sắc giới. Thì trong sắc giới nó có bốn. Thì thứ nhất là sơ thiền, ly sanh, hỷ, lạc địa. Mấy cái này quý vị nhớ nổi không? Không nhớ nổi thì về mở ngay lại. Thế cõi thứ nhất là dục giới rồi, thứ sau là sắc giới, thứ nhất là thứ hai đó là sơ thiền ly sanh hỷ lạc địa, tức là gì? Là những cái trạng thái của những vị họ thiền. Cái này hồi xưa Thái tử Tất Đạt La Đạt Đa trải qua hết quý vị, nhưng mà ngài thấy rằng ở đây là chỉ cũng nằm trong sanh tử luân hồi, cho nên ngài mới bỏ. Những người tu khổ hạnh, những người thầy ngày xưa, những vị thầy ngày xưa mà truyền cho Thái tử Tất Đạt Đa cũng trong cái thiền. Thiền này chính lạc trong cái chính cõi này thôi. Cho nên Đức Phật nói cũng vẫn còn trong luân hồi sanh tử. Thứ sơ thiền ly sanh hỷ lạc địa nghĩa là gì? Là cái cõi thiền, sơ thiền. Khi mà họ đạt vào cái trạng thái này là sao? Họ lìa khỏi những cái tham dục ở cõi dục giới. Cho nên họ được cái niềm vui. Cho nên gọi là sơ thiền ly sanh hỷ lạc địa. Là mình bỏ được cái cõi dục, nhưng mà còn cái niềm vui về sắc chất, còn niềm vui, cho nên còn chấp vào cái niềm vui đó. Cho nên sơ thiền ly sanh hỷ lạc địa, ly được cái cõi dục cho nên vui. Nhị thiền định sanh hỷ lạc địa, cái này là dễ hiểu rồi quý vị ha. Là sao? Họ đạt vào cái trạng thái định cho nên cảm thấy rất là vui. Tam thiền ly hỷ diệu lạc địa. Mấy từ này quý vị nhớ nổi, chắc nhớ không nổi đâu. Tam thiền ly hỷ diệu lạc địa, tức là quý vị hiểu thôi. Cõi thứ nhất sơ thiền là họ vui vì lìa được cõi dục. Cõi thiền nhị thiền họ vui vì đạt vào cái định. Cõi thứ ba là ly hỷ diệu lạc địa, tức là sao? Lìa cái vui đó luôn. Họ lìa được hai cái vui của cõi sơ thiền và nhị thiền, không có chấp vào hai cái vui đó mà đạt đến cái vui cao thượng hơn, cái vui này an lạc thanh thoát hơn. Cho nên là ly hỷ diệu lạc địa là tam thiền. Còn tứ thiền xả niệm thanh tịnh địa. Làm sao quý vị hiểu cái ý này không?
là xả bỏ luôn cả cái vui thanh thản, cũng bỏ luôn không chấp nữa. Cho nên là xả niệm thanh tịnh địa, đạt tới cái trạng thái bình đẳng thanh tịnh tuyệt đối. Thanh tịnh thôi, chưa đạt tới cái tuyệt đối của chứng quả chánh vô thượng chánh đẳng chánh giác thôi quý vị. Xả bớt cái niệm chấp thôi. Tứ thiền xả niệm thanh tịnh địa là năm cõi rồi. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hồi nãy cõi dục nữa là năm. Cõi thứ, rồi tiếp theo cõi thứ sáu là không vô biên xứ, đạt tới cấp cao hơn nữa. Cái này đạt tới cõi này thứ ba này là gọi là vô sắc nha quý vị. Hồi nãy dục giới là cõi, là gồm có cõi dục, ngũ thú tập cư địa. Rồi thứ hai là sắc giới gồm có tứ thiền, và bây giờ vô sắc giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới trong tam dục. Thì vô sắc giới có bốn nữa là gì? Không vô biên xứ là gì quý vị? Họ không chấp vào một cái xứ, một cái nơi nào, không trụ vô một cái nơi nào hết. Thiền nhưng mà không trụ vào một nơi nào, gọi là không vô biên xứ. Thứ hai là vô sở hữu xứ là gì quý vị? Là không trụ. Hồi nãy là không thấy một cái cõi nào, bây giờ đã không thấy mà còn không trụ vô đó nữa. Không vô biên xứ. Thức vô biên xứ nữa quý vị. Không vô biên xứ. Rồi thức vô biên xứ là gì? Không chấp vào cái thức luôn. Cái thức mình cũng không đặt vào một nơi nào hết. Rồi phi tưởng, phi tưởng xứ là sao? Là không cả cái tưởng tượng cũng không có luôn. Quý vị thấy cái này khó hiểu không? Rất là khó hiểu, nhưng quý vị chỉ nhớ vậy được rồi, biết là có chín cõi như vậy. Là họ đạt tới cái trạng thái thiền, nhưng mà cái thiền đó họ còn chấp, chưa có được giải thoát, chưa cái diệt phiền não. Nó chỉ trụ trong cái trạng thái vui, vui với nó thôi, chứ chưa đoạn diệt hết phiền não. Cho nên chưa phải là tu tập để chứng quả giải thoát. Cho nên trong ba cõi này Đức Phật nói vẫn còn lưu chuyển trong sanh tử luân hồi. Rồi quý vị hiểu chính cõi là như vậy rồi. Là tứ sanh cửu hữu là chính cõi. Thì mình hiểu như vậy để mình biết đó là cái trạng thái còn khổ đau trong luân hồi sanh tử, không có, chưa phải là đoạn tận. Thì còn quý vị hay nghe cái từ mà trong ông bà chúng ta, dân chúng ta cũng thường nói là cửu huyền gì? Thất tổ. Cái từ này quý vị đọc thường xuyên, phải không? Cửu huyền là gì quý vị? Cửu là chín mà huyền là gì? Huyền khó hiểu không? Tại sao dùng từ huyền? Thì thưa quý vị là cái huyền này theo cái một số chư tổ giải thích đó, cái chữ huyền có nghĩa là đen. Mà đen là sao? Là chỉ cho con người chúng mình khi mà chết đi rồi, bỏ thân xác này rồi, xương bị hủy diệt thành đen thui. Cho nên là không biết mờ mịt, đen, mờ mịt đốt thành đen bẩn. Cho nên gọi dùng cái từ đen là chỉ cho những cái vong hồn mà chết đi rồi, bỏ rồi, bỏ hủy diệt, xương mình khi đốt thì đen thui rồi. Cho nên dùng cửu huyền là chín đời, mà mình là đời giữa, đếm lên 4, đếm xuống 4 là thành 9. Quý vị nhớ vậy là dễ. Mà trên 4 là gì? Cao, tầng, tổ, là cha. Tổ là ông nội đó. Cao, tầng, tổ, cha là 4 rồi. Mình tổ cha là hơi mệt nghe quý vị. Cao, tầng, tổ, cha đó. Thì quý vị thấy chưa? Là 4 rồi phải không? Tới mình là nhiều, là 5. Mà xuống dưới nữa sao? Con, cháu, chắc, chết. Đó là chính. Là cửu huyền đó. Rồi quý vị nhớ chưa? Cứ nhớ mình ở giữa, đếm lên 4, đếm xuống 4 là thành 9 đời. Mà cái 4 từ trên bảo đảm quý vị dễ nhớ nhất đó. Tại có cái từ tổ cha trong đó mà dễ nhớ. Là 9 đời. Thì thật ra cái 9 đời nó đã bao quát cả cái 7 thất tổ rồi. Thất tổ là chỉ nói thêm thôi. Là cũng cao tầng tổ, rồi gì cao cao, rồi tầng tầng tổ tổ, rồi cao tổ. Thì thật ra là cái này là thất tổ là chỉ cho những người quá khứ rồi, không có mình và hiện tại, không có tương lai. Quý vị nhớ, thất tổ là 7 đời đã qua rồi. Đó, cho nên mới nói là cao tầng tổ, rồi cao cao, rồi tầng tầng, rồi tổ tổ, hay là cao hơn nữa. Là 7 đời quá khứ. Cho nên quý vị phải nhớ vậy nha. Thất tổ là chỉ quá khứ thôi. Cho nên cửu huyền mới đầy đủ hơn. Cửu huyền là gồm có
cả quá khứ, hiện tại và vị lai luôn, cho cháu, cho chắc, cho con mình luôn. Thì cái này trong nhà Phật mình không có đặt, nhưng mà tại vì mình theo đạo Nho, học theo ảnh hưởng như mình, mà cái này mình vẫn ứng dụng được, không sao, mình cầu nguyện mình theo cái này nó không có ảnh hưởng. Tại vì gì? Thể hiện tinh thần vậy quý vị. Uống nước nhớ nguồn tri ân đó, mình uống nước nhớ nguồn tri ân, báo ân đó, là nhớ ông bà tổ tiên. Cho nên quý vị ở nhà ai, chúng ta ai cũng có bàn thờ tổ tiên. Quý vị ai, ví dụ chúng ta học Phật, chúng ta biết đạo nghĩa rồi, quý vị có dám bỏ bàn lật đổ bàn thờ tổ tiên không? Đâu có dám. Tại vì cái điều đó là một cái điều bất kính rồi, thì chúng ta đâu bao giờ dám làm. Cho nên quý vị hiểu, mình đọc cái từ cửu huyền thất tổ, nhưng mình phải hiểu cái ý đó để mình biết. Lỡ sau này con cái mình nó hỏi mẹ hoặc ba hoặc là ông bà gì đó, hay đọc hay nguyện nguyện gì mà cửu huyền thất tổ là gì, cái đừng nó ta nói chửi gì đó. Thì quý vị phải hiểu và giải thích cho con cháu mình biết là tới những cái đời như vậy đó, để hiểu, để duy trì cái truyền thống, để mình hiểu. Thì giải thích thêm quý vị thêm một cái từ nữa là chúng ta hay nói ngã và ngã sở. Quý vị có từng nghe từ này không? Mình nhắc đến rất là nhiều. Mà chúng ta nếu mà xả đỏ bỏ được hai cái này là mình được giải thoát. Ngã là gì quý vị? Ngã là không mà. Ngã sao không được, ngã là có đó. Ngã là cái ta của mình nè. Nhiều khi quý vị thấy mà còn chấp cái ta nhiều người đó mà họ ngã mạnh, tức là họ còn thấy họ ngon lành, họ giàu có, họ cao, họ hơn người khác. Cái đó là cái ta. Đó, trong kinh hay nói cái từ ngã mạn đó, chấp vào cái ngã của mình. Còn ngã sở là gì? Của ta. Là những gì thuộc về của ta. Là cái gì quý vị? Nhà cửa, ruộng vườn, tiền của, xe cộ, đất đai. Đó, vàng bạc châu báu kim cương hột xoàn đó. Cái đó là ngã sở. Thì quý vị phải để ý cái vấn đề này, là trong nhà Phật dạy chúng ta không tham. Là để gì? Để mình bỏ bớt cái ngã sở. Nhưng mà không tham này không có nghĩa là sao? Mình đâu có thể mình không tham, tức là mình phải cho hết rồi mình ra đường mình ở, là không phải. Mà mình phải hiểu cái không tham của nhà Phật, tức là mình biết đủ. Chứ không lẽ giờ mình nói mình học theo cái hạnh Đức Phật, là Phật dạy là không tham, cái bao nhiêu đem cho hết nhà cũng thí luôn, rồi ra đường ngồi ở. Quý vị thấy như vậy là không đúng với tinh thần cái chữ Phật dạy là không tham. Cho mình phải hiểu. Ngày xưa Đức Phật cũng bỏ cung điện đồ đi vô trong rừng tu. Thì Đức Phật thì ngài tu một cái hạnh viễn ly khác nữa rồi, còn mình khó lắm. Bây giờ mình ra đường rồi mình thành Phật nổi không? Đức Phật là một bậc, cái nghĩa là quý vị thượng căn thượng trí rồi, tu nhiều kiếp nhiều đời rồi ngài vứt bỏ được để ngài chứng quả. Mà quý vị thấy khi mà Đức Phật trở về, ngài cũng dư sức, Đức Vua vẫn truyền ngôi cho Đức Phật. Nhưng mà ngài thấy rằng cái ngôi báu đó nó không đem đến an lạc giải thoát. Một Đức Phật đã xả bỏ rồi tất cả giải thoát giác ngộ rồi mà trở về lên lại ngai vàng thì đâu còn gì để nói. Cho nên Đức Phật cũng không cần luôn. Nhưng mà nếu như mình hiểu theo như Đức Phật, bây giờ mình về mình bỏ hết là mình coi chừng hơi tưng tưng. Cho nên mình phải hiểu. Cho nên Đức Phật dạy là mình phải để ý cái lời ngài dạy, không tham. Mình diệt bỏ từ từ thôi. Có nghĩa là ví dụ mình đang có một số tiền rất lớn, mình cứ cất đó, mình để, ví dụ chúng ta nói để dành, như Đức Phật nói của báu, thì chia làm mấy phần đó? 5 phần. Thứ nhất đó, là một phần để dành khi mà có vũ sự gì, bệnh tật gì đó, khổ gì đó mình xài. Thứ hai là để làm ăn. Thứ ba là gì quý vị? Đó làm ăn nuôi sống đó. Thứ ba là giúp đỡ bà con. Thứ tư là gì? Bố thí, chia 4 phần. Thêm 5 phần là cho ai nữa không biết nữa. Cháu chắc. Đó, bà con cháu chắc rồi đó. Đó là 4 phần. Thì như vậy, đó Đức Phật dạy không tham. Thì bằng cách, quý vị phải để ý. Ví dụ lỡ chúng ta có tiền nhiều, tiền của nhiều, vàng bạc nhiều, thì chúng ta phải làm sao tập cái tâm tự tại. Ví dụ lỡ mình phải tập cái tâm mình hiểu cuộc đời Đức Phật dạy, ví dụ của cải là của, năm nhà là gì? Nước trôi, lửa cháy, rồi vua bắt, rồi cướp giật, những cái trường hợp đó. Thì quý vị thấy đó là quý vị hiểu cái luật vô thường đó. Ví dụ lỡ mình đâu nói được, lỡ động đất của nó mất mà thân xác mình còn, thì đừng khổ vì nó.
đó là cái con tham là chỗ đó, là mình chấp, mình bỏ được cái ngã sở. Chứ còn nếu quý vị mà chấp cái đó là của mình, quý vị chết không bao giờ siêu. Là mình cứ nhớ cái tiền của đó, không biết nó làm sao, rồi không biết con có về được tay con cái mình không, rồi không biết con cái mình nó có giữ được không, nó có xài được không, nó làm cái gì, là quý vị sẽ khổ, là không khó được giải thoát. Cho nên có bao nhiêu thì mình vui bấy nhiêu, tức là mình bỏ được cái ngã sở. Cái ngã sở nó quan trọng đó quý vị, ngay cả những cái danh vọng là cũng thuộc về ngã sở. Ví dụ được khen mà quý vị chấp vào nó, quý vị khổ vì nó, cái đó cũng ngã sở. Cho nên là giống như cái nói có câu chuyện là có hai người bạn, là họ đang đi trong một cái cuộc hành trình, đang đi thì một hôm đó người bạn đó làm hại, có nghĩa là chửi mắng cái người bạn này. Thì người bạn đó khi mà nghe chửi mắng như vậy thì vị này mới tới cái biển, tự nhiên viết lên trên bãi cát đó, là hôm nay bạn thân nhất của tôi đã làm tôi đau khổ, thứ nhất. Rồi cái đi tiếp thì trên đi trên khi mà đi ra tới ngoài và biển thì vị này bị ngã, thì người bạn xấu đó cứu sống. Thì vị này mới, khi mà sau khi cứu sống, vị này mới viết khắc lên đá là hôm nay người bạn tốt của tôi đã cứu sống tôi. Thì lúc đó cái người bạn xấu nó mới hỏi người bạn mà làm hại hai lần đó, được một lần hại một cứu đó, đã hỏi tại sao mà khi tôi chửi anh, tôi mắng anh, làm anh đau khổ thì anh lại khắc lên cát, còn mà khi tôi cứu giúp anh thì anh lại khắc lên đá. Thì vị này nói sao? Những cái điều xấu, những cái điều mà không tốt tôi viết lên cát để gì cho sóng biển nó trôi đi, bỏ hết. Còn cái điều tốt tôi khắc lên đá để nương vào đó để mình sống, mình làm việc tốt hơn. Thì cũng vậy, là quý vị, mình chưa cái ngã sở, nếu mình chưa bỏ được cả cái tốt thì ít nhất mình giữ lại được cái tốt, mình bỏ cái xấu. Ngã sở, ví dụ quý vị chấp điều tốt cũng khổ. Ví dụ quý vị làm thiện đi, quý vị bắt người đó phải nhớ ơn mình, là cái đó cũng thuộc ngã sở, cũng khổ đau. Nhưng mà nếu chúng ta chưa được cái bậc cao thì ít nhất mình cũng được như cái người thanh niên hồi nãy, là cái điều xấu mình xả. Tức là mình viết, nếu có buồn quá chịu không nổi á, kêu gia đình chở ra bãi biển viết lên, chập vào cho nó hết buồn. Quý vị cứ viết lên, viết xóa đi hết, về nhà hết buồn. Còn điều gì vui á, chúng ta ghi lên cái gì đó, giấy hoặc đá gì đó, để chúng ta nhớ những cái điều tốt đó, để chúng ta mình ứng dụng. Đó là cái việc cũng còn chấp ngã sở, nhưng cái điều đó, cái điều tốt để giúp mình có cái lực để mình sống, để mình làm việc, để mình tu tập. Còn nếu quý vị cao hơn một bậc nữa là cũng bỏ cái ngã sở này luôn, tức là không chấp vào đó luôn. Mình làm ơn, mình đừng bắt người phải trả ơn, mình không nhớ gì cả, tất cả mình không nghĩ điều đó, thì cái đạt tới, giống như trong mình nói là gì, đạt tới cái trạng thái gì, ba la mật đó quý vị. Đó, đạt tới cái mức đó thì chúng ta mới hết khổ. Chứ còn, cho nên mà tu tập đạt tới khi nào chúng ta không còn thấy cái mình và cái của mình nữa, mình không còn xả, mình xả bỏ tất cả thì mới được an lạc giải thoát. Thì quý vị có ai thắc mắc gì không? Trong những ý này quý vị có thắc mắc gì không? Cái ngã thì đương nhiên mình hiểu rồi, phải không? Cái bản ngã mình còn thấy mình, cho nên ai nói tới, ai động tới là mình khổ. Còn ngã sở là những cái gì thuộc về bên ngoài mình. Thì quý vị có ai thắc mắc điều gì không? Hôm nay là thông hết rồi, phải không? Nghe thì hiểu được, mà nhớ không nhớ. Thì hiểu được rồi, cái việc hiểu để rồi mình ứng dụng là được rồi. Nhớ cái gì tốt nhất? Thưa sư bà, chữ là trí tuệ, trí thức nó khác. Cô Tịnh Đức hỏi đó, trí tuệ với trí thức nó khác nhau giống nhau cái gì? Khác. Trí thức là những gì mình học hỏi được trong cuộc sống, mình biết được, ví dụ cái cách làm bánh, cách này, cách cắm hoa, cách này cách kia, đó là những cái gì mình hiểu được trong, học được trong cuộc sống. Còn trí tuệ là do mình tư duy quán chiếu, mình hiểu được. Ví dụ mình học lời kinh Phật, Phật dạy đời là vô thường, đầu tiên mình hiểu gì hết, mình nói đâu có gì đâu vô thường, mình sống bình thường thì, nhưng mà khi mình nghiệm được rồi mình thấy mình sống phải già phải chết, rồi nhiều khi mình sống nay chết mai, hoặc là mình nhiều khi đang vui rồi nhiên gặp những cái cảnh đủ thứ đó, thì mình hiểu thấu được cái đó, mình không khổ đau nữa, là đó là mình hiểu bằng trí tuệ chứ không phải trí thức.
thì trí tuệ với trí thức nó khác nhau. Rồi quý vị còn ai thắc mắc gì không? Không thắc mắc thì chúng ta nghỉ.